Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy câu để cho mọi người xem được nhé. Đầu tiên là con máy câu này. Con này thì China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Con này chất liệu là nhựa graphic. Tay thì không đảo tay trái phải được, cũng không gập được nhé. Không đảo tay trái phải cũng không gập được. Đấy, khóa một chiều này. Ok. Côn được cước ở chỗ này luôn. Đấy. Này kéo được 3 cái cá, 3 cái máy nha mọi người. Radio của nó 3.2. Thông số cước nhựa gì đó này, 0,18 ly là vào được 190 mét. 0,22 ly là vào 100 mét. Con này size tầm cỡ 900 nha mọi người, size tầm 900. Này số 1. Số 1 40.000 nha mọi người. Số 1 40.000. Số 2 là một con máy câu dòng Ekushima. Size 4.000 nha mọi người, size 4.000. Đây. Có ghi cái 16 LB. Đấy, tải. Đã được 16 LB, còn radio thì không thấy ghi. Con này cấu kim loại nha mọi người. Đấy, cấu kim loại nhé. Mượt đó. Đấy, tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải và gập được nha mọi người. Này. Khóa này. Ok. Con này có không? Con này mình không biết có phải thắng ABS không mà thấy thắng chuẩn thế này, không biết có phải ABS không nữa. Đây. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy. Côn này. Ok mọi người. Rồi, thử xem có radio của con này khoảng bao nhiêu. 1 2 3 4 5 radio khoảng 5.8 nha mọi người. Radio khoảng 5.7 5.8 đấy. Quay nhiều video quá là nói lắp mồm luôn. Đây. Màn hình của nó Ekushima. Cái thanh này to đẹp đó nha mọi người. Này số 2. Số 2 350.000. Số 3. Số 3 là một con máy Olympic nha mọi người. Máy Olympic. Này. Con này size thật của nó tầm 4.000 nha mọi người. Size thật của nó tầm 4.000, 4.500 á. Đấy, size thật của nó 4.000, 4.500. Mã của nó là KX900 nhưng mà size thật của nó 4.000, 4.500. Nó chạy ổ bi này. Đấy. Khóa này. Mở này. Ok. Đảo tay trái phải được nha mọi người. Đảo tay trái phải được và gập tay được. Đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đấy. Chất liệu là graphic. Cối. Này. Cối của graphic nhé. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy. Nó thông số cước. Cước số 3 vào 220 m. Số 4 vào 150 m. Và số 5 vào 120 m nha mọi người. Ratio của nó là 5.4. Đấy. Ok. Này con số 3. Số 3. À, con này Korea xuất Nhật nha mọi người. Olympic Korea xuất Nhật. Đây. Số 3 300.000. Số 4 là con máy Ryobi size 3.000 nha mọi người. Máy Ryobi size tầm 3.000, size thật 3.000. Radio của nó 3.8, chất liệu là kim loại.
Đấy, cấu này bằng graphic nhá. Đấy. Ra băng. Đấy, tay đảo tay trái phải được và gập tay được, gập tay gọn được nha mọi người. Gập tay gọn được này. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Ok. Sổ cái cước này nè. Đây. Khuyên ra cước này, khuyên ra cước bằng gốm ok này. Đấy. Lấy côn ra. Chỉ số cước này, số 3 vào 270 mét. Số 4 vào 190 mét, số 5 vào 150 mét nha mọi người. Ratio của nó là 3.8. Ok. Ngoài hình đây. Này con số 4. Số 4 250.000. Số 4 250.000. Tiếp theo. Số 5 cũng là một con máy Ryobi. Con này size của nó tầm 5.000 nha mọi người, size thực của nó tầm 5.000. Đấy. Mã của nó là RX0, ratio của nó là 3.8. Ratio 3.8 nha mọi người. Kim loại này, kim loại này, nắp là graphic, còn cấu cũng graphic nha mọi người. Đấy. Khuyên ra cước này còn ok này, khuyên ra cước chỗ này còn ok này. Đấy. Tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay gọn được nha mọi người, gập tay gọn được. Đấy. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Mình qua tay trái không thuận lắm, mình qua tay phải thôi. Đấy, ra băng nha mọi người. Ra băng. Ok. Thông số cước thì không thấy rồi. Không thấy nó ghi. Đấy. Còn ratio của nó là 3.8 nhé. Đấy. Còn này con số số 5. 250. Số 5 250. Số 6 là một con máy Daiwa Spinter ST850. Con này mã 850 nhưng mà size thực của nó tầm cỡ size 2.000 đến 2.500 nha mọi người. 2.000 đến 2.500. Đấy. Size thực tầm 2.000 đến 2.500. Da băng, chất liệu là bằng kim loại, cấu là graphic nhé. Cấu graphic. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đấy. Khóa một chiều này. Ok. Khuyên ra cước này còn đẹp này, khuyên ra. Chỗ này thì bị hang nhưng mà khuyên ra cước nó còn đẹp nha mọi người. Đấy. Không thấy radio của nó có thông số cước đây. Cước số 3 vào 220 mét, số 4 vào 150 mét, số 5 vào 120 mét và số 6 vào 100 mét nha mọi người. Đấy, thử cái radio thử nè. Một, hai, ba. Radio khoảng 3.7, 3.8 nha mọi người. Radio khoảng 3.7, 3.8. Con này con số 6. 250.000. Số 6, 250.000. Số 7 là một con máy Olympic da băng. Olympic da băng nha mọi người. Con này chất liệu là bằng kim loại. Cấu cũng bằng kim loại luôn nè, chất liệu bằng kim loại. Size con này tầm size 6.000. Đấy. 5.500 6.000 nha mọi người. 5.500 6.000. Đấy, rất là to. Đây, khóa một chiều này. Ok. Khuyên ra cước này,
khuyên ra cước còn đẹp nha mọi người, khuyên ra cước còn đẹp đấy. Đấy, cối động nha mọi người, cối động. Không thấy ghi thông số cước thì để mình thử cái radio cho mọi người thôi. Còn không có thấy ghi thông số cước nên mình không có đọc nhé. 1 2 3 4 Radio khoảng 4.4, 4.5 nha mọi người. Radio khoảng 4.4, 4.5. Con này con số 7. Số 7 350.000 nha mọi người. Số 7 350.000. Số 7 350.000. Đây, số 8 là một con máy Daiwa, chất liệu là carbon, chất liệu là carbon. Con này size tầm cỡ 5.000, 5.000, 5.000 rưỡi nha mọi người. Con này size tầm cỡ 5.000, 5.000 rưỡi. Đây, GX3000, đấy, nó ghi GX3000 nhưng mà size thật của nó tầm 5.000, 5.000 rưỡi, rất là to nha mọi người, rất là to. Đấy. À, khóa một chiều này. Chất liệu là carbon nha mọi người. Đấy, ok. Khuyên ra cước này. Khuyên ra cước gốm còn đẹp này. Tay đảo tay trái phải, đảo tay trái phải được và gập tay được nha mọi người, gập gọn tay được. Đấy. Cấu xem coi. Cấu này cấu tĩnh nha mọi người. Máy này cấu tĩnh, máy này cấu tĩnh. Cước số 2 vào 300 mấy, số 3 vào 200 mấy và số 4 vào 150 mấy. Con này cố tỉnh. Đấy. Thử cái radio của nó thử xem bao nhiêu. 1 2 3 4 Radio khoảng 4.8, 4.9 nha mọi người. Radio khoảng 4.8, 4.9. Con này da băng luôn nè. Con này con số 8. Số 8, 350.000. Đây, số 9. Số 9. Số 9 là một con máy. Đây, con này Shimano. Shimano. Shimano carbon titan nha mọi người. Chất liệu là carbon và titan. Đấy. Size 5.000 nha mọi người. Aero 5.000. Đấy, con này chạy bạc bi này. Con chạy ổ bi nhá. Con này cũng cấu tỉnh luôn, cấu tỉnh luôn. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay gọn là vào được. Đấy. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy. Thông số cước, cước số 2 vào 300 mét. Và cước số 3 vào 200 mét nha mọi người. Đấy, cái chỗ dắt cước thì nó mắc ở đây rồi. Rồi thử radio. 1 2 3 4 Radio khoảng 4.1 nha mọi người. Radio khoảng 4.1. Đấy. Con này con số 9. Số 9 350.000. Số 9 350.000. Số 10. Số 10 là con máy Daiwa Sprinter 950. Con này size của nó tầm cỡ size 4.000 nha mọi người, 4.000, 4.000 rưỡi. Size tầm size thực của nó tầm 4.000, 4.000 rưỡi. Đây. Da băng luôn. Con này bằng kim loại nha mọi người, chất liệu bằng kim loại này, cối graphic nhé. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nè, đảo tay trái phải và gập tay được. Cái chỗ này đang bị kẹt hơi cứng, mọi người về nhỏ xí nhớt vào cái gõ cái là nó trơn ngay nha mọi người. Khóa một chiều này, mở này. Đây, khuyên ra cước còn ok. Đây, nó hơi bị nặng chỗ này, mọi người về. Đây, mọi người về cho xí dầu mở vào đây nhé. Mở ra vệ sinh đi, ok. Côn không nghe tít tít tay tay gì nữa đâu. Đây,
cứ số 3 vào 320 mấy, số 4 vào 220 mấy, số 5 vào mấy đây, 150 mấy, phải không ta, 180 mấy, số 6 vào 140 mấy. Ok, thử cái radio thử nè. Hơi bị cứng. 1 2 3. Radio khoảng 3.8 nha mọi người, radio khoảng 3.8. Đấy. Này con số 10. Số 10. 300 nha mọi người. Số 10, 300. Số 11 là con máy này. Này. Olympic Japan. Này. Dòng No 4 này. Horizon. Con này bằng kim loại nha mọi người, kim loại. Cấu là cấu cấu kim loại luôn, cấu này cấu kim loại luôn nhé. Đấy. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay gọn được. Con này size tầm cỡ 5.000, size tầm 5.000, 5.500 nha mọi người. Size tầm cỡ 5.000, 5.500. Đây, nó đang hơi bị nặng cái tay. Thì mọi người về mở ra vệ sinh, tra dầu mở vào nhé. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Đây, côn động nha mọi người, côn động. Cước số 3 vào 200 mấy. Số 4 vào một. Này là cái gì ta? Này, cước số 4 vào 310 mấy, số 5 vào 275 mấy, số 6 vào 200 mấy, số 7 vào 180 mấy, số 8 vào 150 mấy, số 10 vào 120 mấy nhé. Radio của nó là radio của nó tới 6.2 lần nha mọi người, rất là cao, 6.2. Ok. Đấy. Hình khuyên ra cứ còn ok này đó, 250.000. Này con số 11. 11 11 250.000 nha mọi người. Có nhiều anh nói với cái này cho mọi người biết vui nè, có nhiều anh á anh kêu là anh không thích cái tiếng kêu này. Như mình á thì mình lại thích những cái đời máy cũ cũ có tiếng kêu này cơ. Lúc mình quay máy quay kéo cá nó nghe tiếng là nó thích. Còn nhiều anh là anh sợ gì, nó tức cười lắm. Tới mình mua mà nó tức cười lắm. Nghe tiếng này mà lúc đi câu á, người ta nhìn nhảnh, người ta nghe tiếng quay người ta tưởng cá vào, người ta nhìn nhảnh mà thực ra không cá vào, anh sợ gì biết không? Là anh không ưng có cái tiếng này cơ. Anh ưng máy êm cơ. Với hề chứ. Cứ đi câu mà còn sợi gì nữa, sợi gì là câu không có cá, đi câu thú vui mà còn sợi gì nữa, không có ngại nha mọi người, thú vui mình chơi bình thường thôi, không có ngại hơn thua gì ai cả, đấy, nhiều anh có biết biết câu đó, ngồi trong cái hố đó mà cá có ăn đâu, nhiều anh không biết câu cái vụ giục súng đó là cá ăn rớp rớp à. Tiếp theo. Tiếp theo là con máy Daiwa ST 850. Con này size tầm cỡ 3.000, 3.500 nha mọi người. Size tầm cỡ không. Con này size tầm cỡ 3.500, 4.000 á, 3.500, 4.000. Chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Long case. Này. Con này da băng luôn. Con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập gọn tay được, gập gọn tay được nhé. Đấy. Đấy, cái chỗ này nó cũng hơi bị cạc cạc nên mọi người về nhỏ xíu nhớt vào nhé. Nghe cái tiếng này thích thế này đó mà còn sợ dị nữa. Đấy. Này, chỗ này cũng đang nghe cái ống yếu, không biết cái lò xo trong đó có bị gì không nhé. Mọi người về kiểm tra thử nhé. Không có thì thay cái lò xo đi thôi. Đây, khuyên ra cước này. Còn ok này. Đấy.
thông số gì đây? RB. Con này kéo tầm cỡ cá 6 kg. Đấy, thông số của nó là thế. Cứ số 4 vào 200 mấy, số 5 vào 150 mấy, và số 6 vào 120 mấy cho mọi người. Đấy. Có radio không ta? Mình thử cái radio này thử bao nhiêu nhé. Đang hơi bị nặng tay về mọi người vào mở đồ vào nhé. 1 2 3 4, thử lại nữa nè. 1 2 3 4, radio khoảng 4.1 nha mọi người, radio khoảng 4.1. Đấy. Con này con số 12 300.000 nha mọi người, 12 300. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và nói luôn với mọi người là lúc trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng kiểm tra ra coi cẩn thận, xem thử có bị sai sót, có nhầm lẫn gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì đó thì báo cho mình để mình giải quyết luôn ngay lúc đó nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà cứ nhận hàng xong rồi vứt đó rồi mới mở hàng ra kiểm tra là bị này bị kia rồi mới báo mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.